Em Thảo Hoa Lan mến chào tất cả các quý khách hàng thân yêu của nhà Lan Dương Chu Thảo. Buổi sáng ngày hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2019, em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc, bình an ạ. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Anh chị em kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại 0848 626 228 0965 495 087 ạ. Ngày hôm nay gia đình em có về thêm một số mặt hàng mới và em sẽ giới thiệu đến cả nhà. Và cô chú anh chị mua hàng ngày hôm nay, nếu mà muốn sưu tầm cho mình một giò ngọc thạch thì em sẽ tặng cho cả nhà một giò ngọc thạch nhé. Và bây giờ thì em sẽ quay từng mặt hàng để giới thiệu cả nhà luôn nhé. Đầu tiên đây ạ, đây chính là giáng hương đuôi chồn, là một trong những cái dòng hoa rất là sai hoa, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Có 3 vòi hoa đây này, mà nó chỉ có 3 cặp lá đây này. Đó, 2 đến 3 cặp lá nó có thể cho chúng ta 2 đến 3 vòi hoa đây này. Cây này cũng rất là chung nhưng mà cũng có rất nhiều hoa đúng không ạ? Đấy. À, vì đây, giáng hương đuôi chồn, hoa màu tím trắng nở từ tháng 3 cho đến tháng 5 dương lịch. Đó. Có cây bây giờ hiện tại đang có nụ, còn có cây thì đã hết hoa rồi. Em bán với giá là 250.000 một cân giáng hương đuôi chồn. Số lượng em có khoảng tầm 8 cân nhá. Giáng hương đuôi chồn ạ. Và tiếp theo ạ, đây là một cái dòng giáng hương nữa, đó chính là giáng hương bạch nhạn. Là một trong những cái dòng hoa màu trắng rất là xinh và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích ạ. Em bán với giá là ngày hôm nay ạ, chỉ có là 210.000 một cân thôi. Đó, có cây chung cây bé để làm giống rất là đẹp đấy ạ. Và đây cũng là một cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và hiện tại cây hoa nở từ tháng 4 cho đến tháng 6 dương lịch. Và đây là có một số mặt có nụ nữa này. Đó, có cây có nụ đấy. Có cây đã hết hoa rồi. Em bán với giá là 210.000 một cân này. Và tiếp theo bên trên này đây là giáng hương đuôi sóc. Ngày hôm nay em bán thanh lý đi chỉ còn có 150 một cân thôi. Giáng hương đuôi sóc nhé cả nhà nhé. Số lượng em có khoảng tầm 15 cân. Đó, sóc Lào đấy ạ. Hoa màu tím trắng, lá xếp rất là đẹp đây. Đó. Cái dòng này trồng thì phục hồi rất là nhanh, bởi vì đây là cái dòng ưa ẩm đấy ạ. Nên là nó phục hồi cực kỳ là nhanh luôn. Và tiếp theo đây ạ, đây chính là hoàng thảo đơn cam này. Đó, hay gọi là chích chòe lửa đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích bởi vì cái vẻ đẹp của nó. Và cái dòng hoa này là một cái dòng hoa tâm linh, là con chim lửa đúng không ạ? Rất là đẹp ạ. Đó, và em bán một lạng là 80.000. Đó, một lạng. Cái này thì sẽ hơn một lạng rồi, một lạng, hai ba lạng người ta có một giò đẹp rất là xinh rồi. Đó, hoàng thảo đơn cam nhá. Đó, nhìn cái cây của nó, tại vì nó là hàng rừng nên là nó sẽ nó cũng đang bật mầm thân tơ rồi này. Vì nó hơi nhỏ nên là khi mà em bỏ ra ấy, thì nó sẽ bị hơi vụn đó. Đấy, hoàng làm giống thôi. Và bên trên này đây ạ, đây cả nhà có nhìn thấy không ạ? Hoàng thảo kiều vàng. Em bán hàng đẹp ngày hôm nay là 230.000 một cân này. Hàng rất đẹp luôn đây này. Đó, ngoài ra thì em còn có một số hàng, em còn có kiều vàng thanh lý nữa. Hàng kiều vàng này, hàng thân lùn, hoa màu vàng và từng chùm rũ xuống rất là đẹp ạ. Và vì hàng thân lùn như thế này thì khi mà chúng ta ghép vào gỗ hoặc là ghép vào cây thì nó đều đẹp hết. Đấy, cả nhà có nhìn thấy là thân của nó còn rất là tươi. Và đây là hàng của Tây Bắc, rất là hoa đậm, đẹp, xinh. Đó, hoàng phi hạc này. Đó, em bán cả lô hoàng phi hạc này chắc được khoảng tầm 2 cân đó. Em bán là 300.000. Đó, cả lô này. Và ít lô, một lô tóc tiên nữa này. Đó, cả lô tóc tiên này em cũng bán 300.000 nhá. Lô tóc tiên này khá là nặng đấy ạ. Và lô giáng hương tam bảo sắc nữa. Giáng hương tam bảo sắc đây là hàng của Tây Bắc nhá. Đấy, có cây vẫn chơi được mà. Tại vì cả cái dòng ưa ẩm ấy nên nó nhanh bị mất nước thôi. Đây, mặt bông của nó này, cái hoa của nó thì cực kỳ là dài, là đẹp luôn. Đây, ở này màu vàng này, màu vàng, màu trắng và màu hồng cẩm ở ngoài đúng không ạ? Đó, cái lô này em cũng bán là lô này em bán 400.000 nhá, giáng hương tam bảo sắc rất là nhiều luôn. Đó. Và tiếp theo đây ạ, đây chính là hoàng thảo kiều tím, hàng thân cực kỳ là đẹp luôn ạ. Thân rất là vừa và rất là thích hợp, và chúng ta ghép cho cả lên gỗ này, lẫn cả ở ngoài đúng không ạ? Ghép lên gỗ hoặc là trồng vào chậu thì nó đều đẹp hết. Và ngày hôm nay em bán giảm giá xuống còn có 330.000 một cân thôi. Anh chị em nào mà yêu thích thì có thể là sưu tầm cho mình. Và đây là cái dòng hoa gọi là á hậu của dòng kiều đúng không ạ? Kiều dệt, đó chính là hoàng hậu, mọi người hay nói là mọi người hay là hoa hậu mà mọi người hay trêu đúng không ạ? Và cái dòng hoa này thì được rất nhiều cô chú anh chị nói rất là xinh, bởi vì nó là cái dòng hoa nếu mà
chúng ta mà phơi nó ở ngoài nắng nhiều đấy ạ, phơi nó ở ngoài nắng nhiều thì cái cuống cũng như là cái hoa của nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ tím hơn, nó rõ nét hơn. Đó. Em bán là 330.000 một cân hoàng thảo kiều tím này. Đó. Và bên kiều tím bên đây chính là long tu xuân này. Long tu xuân em bán chỉ có 250.000 một cân thôi, là một trong những cái dòng hoa mặt bông rất là đẹp, hoa nở vào mùa xuân, rơi vào khoảng từ tháng 2 cho đến tháng 3 dương lịch. Nếu mà ở trên miền Bắc thì hoa nó sẽ nở sớm hơn, còn nếu mà trong miền Nam thì hoa nó sẽ nở miền Bắc nó sẽ nở muộn hơn vì là trời tiết lạnh, đúng không ạ? Và bên trên này đây ạ, đây chính là hạc vĩ này. Hạc vĩ là một trong những cái dòng hoa muốn nở ít hoa cũng không được, đúng không ạ? Đó là một cái dòng thân thòng rất là dễ trồng, cực kỳ là khỏe và được cực kỳ là nhiều nhà vườn yêu thích. Các nhà vườn khi mà họ trồng đấy ạ, thì khi mà ra bén rễ khoảng từ 1 cho đến 2 cm thì họ đã che phân rễ rồi. Đó, che phân rễ cách cây khoảng tầm cái gốc của hoa lan của mình ấy, cách khoảng tầm 5 cho đến 10 cm thì nó sẽ không bị mặn, và mỗi lần mình tưới đấy ạ thì nó sẽ từ từ nó sẽ ăn chất dinh dưỡng và cây của nó sẽ mập mạp hơn và đủ chất dinh dưỡng để cho cây phát triển, đúng không ạ? Đó, và đây là cái dòng ưa nắng nhé cả nhà nhé. Đó, hạc vĩ ngày hôm nay em bán giảm giá xuống còn có 280.000 một cân thôi. Đó, và đây là kiều vàng thanh lý của gia đình em này. Đó, hàng bị mất nước. Đó, vì mới cây vừa mới cho bông xong nên nó bị mất nước nhá. Đó, em bán thanh lý nhá, thanh lý chỉ còn có là 150 một cân thôi. Và bên trên đây ạ, đây chính là hoàng thảo ngọc thạch ba màu, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích, đúng không ạ? Ngọc thạch ba màu này, hoa của nó màu có ba màu, đúng không ạ? Rất là xinh. Đó, ngày hôm nay anh chị em nào mà muốn đang mua hoa lan của em mà muốn sưu tập cái ngọc thạch này thì em sẽ tặng cho cả nhà đủ trồng một giò nhé. Đó, ngọc thạch ba màu em bán ngày hôm nay giảm giá xuống có 180.000 một cân thôi. Đó, 180.000 một cân, cây rất là đẹp. Tình trạng cây đang bật mầm gốc này, đang có những cái thân tơ rất là xinh. Có cây thì đang có hoa và có cây thì đã hết hoa rồi. Đó, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Rất là đẹp và cái dòng hoa cực kỳ là dễ trồng thôi, rất là mát tính. Và ở bên trong này đây ạ, đây chính là hải yến này. Hải yến cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây là cái dòng dáng hương hải yến vừa mới cho bông xong. Và khi mà cây nó cho bông xong thì có cái tình trạng cây nó là hơi yếu vì hơi mất nước. Tuy nhiên rằng là khi mà nó bị mất nước như vậy thì không có vấn đề gì, chúng ta vẫn trồng bình thường. Đó, vì là đó là quy luật tự nhiên thôi. Hải yến nhá, hải yến em bán với giá là 170.000 một cân. Và tiếp theo đây ạ, ngày hôm nay thì sẽ về thêm rất nhiều thạch hộc tía nữa. Và cái thạch hộc tía này vừa là thuốc, đúng không ạ? Vừa là thuốc, vừa là loại hoa lan đẹp này, vừa là một trong những cái dòng hoa để làm thức ăn rất là bổ dưỡng. Đấy, một loại hoa lan đẹp này, một loại thức ăn bổ dưỡng và một loại thuốc đông y. Và để cụ thể như thế nào thì anh chị có thể là lên Google để chúng ta search, hoặc là chúng ta có thể hỏi các thầy lang y, đông y, đúng không ạ? Đó, tình trạng của cây đó chính là cây đang có hoa này và bật mầm gốc rất là khỏe luôn. Đấy, đang bật mầm gốc này. Đó, em bán giá rất là mềm luôn, chỉ có 350.000 một cân thôi ạ. 350.000 một cân ngọc thạch nhá, thạch hộc tía nhá. Và đây này có một số ki của gia đình em này. Đó, những ki phi điệp này, phi điệp hàng Nam Lào nhá, hàng rừng. Đây là hàng chưa ra hoa, chưa ra mặt bông nên là cả nhà có thể mua về chúng ta quay sổ số này. Đó, cái dòng này thì đâu, em xem có bao nhiêu ki nhá. Em sẽ bán thanh lý đi, chỉ còn có 80.000 một ki thôi. Đó, 80.000 một ki nhá, số lượng em có khoảng tầm 20 ki này. Đó, 20 ki phi điệp nhá. Phi điệp Nam Lào nhá, là cái dòng hoa có mặt bông, rất nhiều mặt bông rổ ra rất là xinh, đúng không ạ? Anh chị em nào mà đã chơi hoa cái vòng dòng tím này thì biết rồi ạ. Và đây chính là điệp tím của gia đình em này. Đó, có cây lá mít rất là xinh, thân xanh, đúng không ạ? Thân xanh rất là đẹp nữa này. Đó, có cả thân tím lịm luôn này. Đó, cả lô này hôm nay em bán theo cân nhé, em bán 5,5 triệu một cân. Đó, em bán từ một lạng trở lên. Rất là đẹp ạ. Đây ạ. Đó, đây chính là B1 này. Cái chai to của gia đình em là 500ml nhá, em bán 140.000 này.
Kích dễ của Đài Loan này, kích dễ của Đài Loan em bán 80.000 kích dễ nhá. Mùa này thì anh chị em nếu mà muốn chúng ta phun ấy thì chúng ta 1 đến 2 tuần chúng ta phun một lần được. Đó. Nano bạc sát chuẩn sát khuẩn này, chống thối nhũn ở chế độ mạnh ở chế độ nhỏ này. Đó, khi nó bị nấm mốc hoặc là bị chống thối nhũn nhỏ ấy, nó mới thì chúng ta phun cái nano bạc này cho nó đỡ hại sức khỏe này. À, đây tính là cái gì nhỉ? Bã sen này, bã sen này. Đó, anh chị em nào mà trồng mà chúng ta trồng đặt ở dưới ấy, nhiều sen nó làm hoành hoành ấy, chúng ta mua về chúng ta bẫy. À, keo liền sẹo này. À, keo liền sẹo là 45, 35, 40.000 hay 45.000 á. Đặc trị vi khuẩn ở chế độ mạnh nhá, anh chị em nào mà chúng ta có vườn ấy chúng ta có thể phun để đặc trị vi khuẩn này, chống thối nhũn này. Đó, bị nấm này, đó, thối nhũn này. Thối rễ này. Đó. 35.000 một gói thôi. Kích dễ Riot của Mỹ 50.000 này. Đó. Kích ki dạng gel 50.000 này. Và đây ạ, em giới thiệu đến cả nhà đây có một số cây trầm 6 mắt của gia đình em này. Hiện tại thì em còn có mấy cây thôi. 1 2 3 4 5 6 7. Em có cây có 7 cây trầm 6 mắt này cả nhà nhìn thấy không ạ? Có cây đang có nụ rồi đấy. Tỷ lệ sổ ra 6 mắt khoảng tầm 90%. Và đây là một cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu thích ạ. Các bạn ấy thường là hay lấy về xong rồi khi mà sổ ra bông ạ, họ bán rất là cao. Đó, đây. Em có mấy còn có mấy cây thôi em bán thanh lý đi. Thì còn có 450 một cây này. Đó. Và bên trong cái đây ạ, đây chính là nụ tam bố này. Nụ tam bố cây dài khoảng từ 1 cho đến 2 cm, cây rất là khỏe này. Đấy, do nhà em phun nước vôi trong vào để sát khuẩn nên là nó hơi trắng trắng ở thân một chút. Nên thân xanh không ạ, rất là đẹp đúng không ạ? Lá của nó thì tím tím, rất là xinh. Đó, nụ tam bố em bán 100.000 một cốc này. À, châu Như này. Đó, phi điệp Châu Như cả nhà nhìn thấy không này? Đó. Phi điệp Châu Như cây dài khoảng từ 2 cho đến 3 cm thôi, cây năm nhất và cây rất là khỏe ạ. Đó, phi điệp Châu Như thì cả nhà đã nhìn thấy không ạ? Nếu mà anh chị em nào mà chưa biết mặt bông thì có thể là inbox cho em Thảo để em Thảo gửi cho cả nhà, hoặc là cả nhà có thể là lên Google để xem cây mẹ của nó. Rất là xinh ạ. Đó. Ở bên trong này đây là nụ tam bố này, ở ngoài này là Châu Như này. Đó. Châu Như F1 đấy ạ. Và tiếp theo đây chính là phi điệp nù hòa bình này. Phi điệp nù hòa bình cũng hơi giống với nù tam bố và mặt bông của nó rất là xinh. Đó. Nghe nhìn thấy gọi thân của nó đẹp quá. 100.000 một cân này. Và đây chính là phi điệp mặt trăng tròn. Em còn có khoảng số lượng khoảng tầm 20 cây phi điệp mặt trăng tròn này. Ồ, phi điệp này là phi điệp nam cánh trắng à. Đúng rồi. Nó lại mọi người lại lẫn lộn lại với nhau. Đó. Em bán với giá là những cái cây sổ số như thế này ấy, thì em sẽ bán là 75.000 một cây nhá. Đây, có mấy cây này. Và tiếp theo đây chính là Di Linh Xuân này. Đó. Di Linh Xuân, cây của nó rất là khỏe, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương đúng không ạ? Cây dài khoảng từ 2 cho đến 4 cm. Đó, cây tím lịm luôn, nhìn rất là đẹp đúng không nào? Em bán với giá là Di Linh Xuân này, em bán là 85.000 một cây này. Giá hàng Đắk Lây 75.000 một cây. Cây của nó có là hoàng hậu của vùng Tây Nguyên đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp. Đó, hoàng hậu của vùng Tây Nguyên. Em bán giá hàng Đắk Lây là 75.000 một cây. Giá hàng Đắk Lây nhé. Là phi điệp Đắk Lây đúng không ạ? Và một số cây nhà em hôm nay lại về thêm chồn bạch tuyết đấy ạ. Đó, hình ảnh của cây chồn bạch tuyết nó như thế này. Đó. Nhìn thấy không ạ? Đó. Rất là đẹp luôn đó. Nhìn cái răng ở đây này, cái này không phải là con gì gặm đâu nhá, bởi vì là ở trong một cây ấy nó có rất là nhiều đây này. Nó đều bị như thế này. Đó, nên là anh chị em khi mà mua hàng của em Thảo về thì rất là hoang mang, bởi vì tại sao là cái cây của nó lại bị ăn như thế? Là sao lại Thảo lại cắt nó vào, nhưng mà thực ra là không phải là cắt đâu ạ. Cái chồn bạch tuyết này hoa của nó màu trắng, hàng của Thái Lan. Hiện tại thì em còn có 6 cây thôi, hàng đang trên đường về nữa. Đó. Và tiếp theo đây chính là phi điệp mắt đỏ hòa bình, hàng gieo hạt, mặt bông mẹ rất là xinh đúng không ạ? Em bán với giá là 75.000 một cây mắt đỏ hòa bình nhé. 75.000 một cây mắt đỏ hòa bình ạ. Đó. Và những cây đa châu giống của gia đình em. Đó, mỗi cây đa châu giống như thế này. Ngày hôm nay em bán giá là chỉ có 30.000 một cây thôi nhá, em bán cho hết sạch luôn. Chỉ còn có một cây này nữa thôi là hết hàng đấy ạ.
30.000 một con. Đây đa châu Thái. Và đa châu Thái thì là chúng ta trồng sẽ lớn từ từ, sẽ xinh xinh, được không ạ? Và bên này đây là chính là chớp Mỹ này. Đấy. Chớp Mỹ là một trong những cái dòng hoa cũng được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Đấy. Chớp Mỹ này. Cây nó dài khoảng từ 2 cho đến 4 cm, rất là đẹp. Đấy. Mặt bông cực kỳ là xinh luôn. Em được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích cái dòng hoa này. Và ở đây như là những cái cốc trầm hàng đang có nụ, cũng như là có cây thì đang có bông này. Các bạn nhìn thấy bông đẹp không ạ? Wow, nhìn hai cái mắt của nó rất là sáng này. Và cái cánh của nó cũng rất là bay nữa. Đó. Này cũng đang bật thân tơ rất là khỏe nữa này. Đó. Em bán với giá là 250.000 một cây. Chúng ta mua một cặp chỉ có 500.000 thôi. Đó. Em cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em Thảo trong buổi sáng ngày hôm nay. Em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi sáng thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Và em cảm ơn cả nhà mình. Và cô chú anh chị đang xem video mà chưa đăng ký kênh của em Thảo thì hãy đăng ký kênh của em Thảo bằng cách ấn vào chữ đăng ký, hiện lên cái chuông thông báo, rồi anh chị em sẽ nhận được cái video của em Thảo mỗi lần em Thảo đăng bài nhé. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video tiếp theo ạ.